thời tiết nóng lạnh, mưa nắng thất thường đang tạo điều kiện cho nhiều loại virus vi khuẩn gây bệnh phát triển. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn còn khiến đường thở khó thích nghi, nhạy cảm và dễ nhiễm bệnh. Chỉ trong một tuần vừa qua, người dân ở các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã trải qua cả 4 kiểu thời tiết của 4 mùa trong năm, mà bao gồm nồm ẩm của mùa xuân, nắng nóng của mùa hè, se lạnh của mùa thu và rét của mùa đông. Hình thái thời tiết này đã khiến nhiều người, nhất là trẻ nhỏ, mắc bệnh. Bệnh nhi 1 tuổi này thường xuyên bị ốm. Vừa ra viện được 2 tuần, bé lại phải nhập viện do sốt cao và được chẩn đoán mắc viêm phổi. Vâng, con nhà em cái thể chất tình trạng nó đã kém rồi. Thế cho nên là cứ về nhà, cứ thời tiết giao mùa cái là ốm luôn. Thống kê tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, khoảng 1 tháng trở lại đây, số trẻ nhập viện do mắc các bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa, tay chân miệng cũng tăng. Trung bình mỗi ngày khoa nhi tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân, tăng gấp đôi so với thời điểm trước đó. Cái lượng bệnh nhân của khoa cũng như là lượng bệnh nhân của bệnh viện, đặc biệt là đối tượng là nhi, thì có xu hướng tăng lên một cách tương đối là rõ rệt. Và các mặt bệnh chủ yếu xuất phát từ là các bệnh lý đường hô hấp vẫn là chiếm tỷ lệ cao ở cái nhóm bệnh nhi, và các bệnh nhân nặng thì cũng đa phần là xuất phát từ cái nhóm đấy, viêm phổi rồi là do các loại virus. Điển hiện hiện nay thì một số cái loại virus mà hay gọi là đang gặp nhiều, ví dụ như là cúm thì vẫn còn này, và RSV cũng đang rất là rầm rộ. Trong khi đó, theo thống kê từ Bệnh viện Nhi Trung ương, từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện ghi nhận 1.100 ca nhiễm RSV. Trong đó, nhiều trường hợp có dấu hiệu suy hô hấp do viêm tiểu phế quản, viêm phổi nặng. Các bác sĩ cho biết, RSV thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa thu đông hoặc xuân hè, từ tháng 10 đến tháng 3 hàng năm. Vào thời điểm đỉnh dịch, số bệnh nhân viêm phổi do RSV có thể tăng từ 20 đến 30%. Các bác sĩ cũng cảnh báo, hiện đang là thời điểm trẻ dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn, bệnh tay chân miệng. Do đó, cha mẹ cần phải lưu ý. Đó là vấn đề về vệ sinh tay, đó là vấn đề vệ sinh các bề mặt, giữ cho cái môi trường thông thoáng. Chúng ta quan tâm đến các chăm sóc về dinh dưỡng, quan tâm đến kiểm soát các cái bệnh mãn tính, kể cả người lớn lẫn trẻ. Chúng ta hình thành những cái thói quen tốt về phòng bệnh. Chúng tôi nghĩ rằng là trải qua các cái vụ dịch Covid thì chúng ta đã có những thói quen rất là tốt về dự phòng. Thế thì với cái điều kiện ngày nay, khi cuộc sống trở lại bình thường, thì chúng ta nên chuyển những cái thói quen mà đã trải qua được như trong cái phòng chống dịch Covid, để mà chúng ta có cái thể phòng chống các bệnh truyền nhiễm nói chung nó tốt hơn. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng khẩu trang một cách rất là thích hợp trong những cái điều kiện mà có nguy cơ cao trong những không gian hẹp. Không chỉ trẻ nhỏ, hình thái thời tiết trên cũng khiến nhiều người lớn mắc bệnh, trong đó có bệnh da liễu. Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, thời gian qua đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp vào viện khám vì dị ứng thời tiết, viêm da dị ứng, mề đay, viêm da tiếp xúc do côn trùng, nấm da do mặc quần áo ẩm ướt. Cũng là một số cái mặt bệnh khác nhau. Ví dụ đối với cái trường hợp là nấm chẳng hạn, nấm da, thì trên da mình sẽ có những cái đám bị ngứa đỏ, có những cái tổn thương rát đỏ và lan rộng dần. Thường nó sẽ làm cho bệnh nhân cảm thấy khó chịu, đôi khi là ngứa ngáy nhẹ, và nó sẽ từ từ nó lan rộng dần ra. Một số trường hợp thì có thể là người ta đã bị nấm sẵn rồi, tuy nhiên thì đến cái mùa nồm ẩm thì nó sẽ phát triển mạnh hơn, ví dụ như là lang ben hay là hắc lạc. Đối với những cái trường hợp bệnh liên quan tới virus nhiễm khuẩn, vi khuẩn chẳng hạn, thì thường thì virus như zona herpes thủy đậu nó sẽ luôn luôn có cái biểu hiện rất là rõ ràng. Ví dụ như là sốt, ho, xong rồi là viêm long đường hô hấp trên, sau đó thì xuất hiện các cái tổn thương ngoài da dạng virus. Các bác sĩ cũng cho biết, đa số các bệnh nhân khi mắc các bệnh về da thường chủ quan, tự ý mua thuốc điều trị và chỉ đến viện khi tình trạng bệnh nặng hơn. Tại bệnh viện đã ghi nhận trường hợp nhiễm khuẩn, biến chứng nặng.